Giới thiệu với các bạn, đây là bạn Duy, là nhân viên phát triển kinh doanh và chịu trách nhiệm bán hàng các sản phẩm high-end của Phúc Anh Computer. Vâng, xin chào mọi người. Mình thì thực ra hôm nay đến đây với cái tư cách là người khách hàng thôi, và mình định gắn GoPro vào người mang đến kiểu là trải nghiệm mua hàng Phúc Anh. Nói thật với các bạn là mình là khách hàng Phúc Anh từ ngày xưa, mình mua khá nhiều thứ, thậm chí ngày xưa cái hồi mình còn làm ở Vĩnh Xuân ấy cũng đã là đối tác của Phúc Anh. Lâu lắm mới quay trở lại, và hôm nay thì mình có hỏi bạn Duy là cho mình quay hình được không, thì bạn bảo là thì may quá, bên em cũng đang muốn gọi là promote một tí là anh quay hình bên em càng vui. Thì Duy ơi, hôm nay ở đây nhá, em sẽ chịu nhiệm gọi là tư vấn cho anh bộ này. Thực ra là anh đã mua rồi, nhưng mà anh cũng muốn hỏi một số điều luôn, bởi vì anh cũng thắc mắc một số thứ. Thì thứ nhất ấy là những cái linh kiện này anh được tặng kèm cái gì không? Ở đây các bạn ạ, có thể các bạn chưa biết thì mình mua PC này hết gần 100 triệu, tổng cộng của mình là 90.783.000, và trong này có con i9 9900K. Thì như các bạn đọc tiêu đề video các bạn biết rồi. Thì anh muốn hỏi em một số điều sau. Nhất là con chip này đi, thì được bảo hành là 3 năm đúng không? Được hành bảo hành 3 năm. Nhưng mà anh không nhớ, bởi là lâu lắm anh không mua chip Intel mới. Thì chip Intel các cái điều kiện bảo hành sẽ như thế nào? Thứ nhất, nếu như chính sách ở bên em nhá, trong vòng 14 ngày đầu tiên nếu như có lỗi nhà sản xuất thì anh sẽ được đổi mới hoàn toàn, và anh trong điều kiện anh phải giữ lại cho em đầy đủ vào hộp của nó và những cái phụ kiện như kiểu giấy tờ các thứ bên trong. Đó, tức là bảo hành sẽ kiểu theo số series đúng không? Vâng, theo số series trên sản phẩm. Còn hôm nay mình chọn một con nguồn này thì có lẽ nhiều bạn sẽ thấy là hơi vô lý, là tại sao lại chọn hẳn nguồn 1000W. Thì có hai lý do. Thứ nhất là mình chơi với cả mấy anh Asus thuốc của mình con nguồn này. Cả cái thứ hai nữa là lý do về sau mình muốn nâng cấp thêm các đồ họa hoặc là mình thay chip thì dùng nguồn 1000W cho nó thoải mái. Đúng rồi. Và có lẽ như Duy cũng biết rồi đúng không, anh em mình dùng cái gì thì dùng riêng nguồn, nên dùng thừa. Đúng rồi, nguồn nên dùng thừa để hệ thống nó chạy nó nhẹ nhàng thoải mái hơn. Giống như việc bây giờ các bạn đi một con xe 100 phân khối, các bạn vít 100 cây, khác một con xe 1000 phân khối vít 100 cây, nó nhẹ nhàng nó hơn rất là nhiều. Và trong bộ này thì mình còn dùng một con main là Z690E Gaming Wi-Fi của Asus. Mà hôm nay mình đến đây thì mình cứ nghĩ là mình đi taxi đến để mình đi ôm bộ cây về, cho mình đến đây thì mình biết là mấy anh em Phúc Anh có cái dịch vụ gọi là... Vâng, bên em sẽ giao hàng tận nhà và cài đặt tận nhà cho anh. Ok, đó. Rất tuyệt vời. Cho em xin phép hỏi anh một vài câu như này nhá. Trên thị trường này đang có rất nhiều các mã CPU, tại sao lại tin tưởng lựa chọn dòng CPU Zen 12 của Intel? Thực ra thì lâu lắm rồi mới nâng cấp hệ thống Intel mới, và theo như tức là anh chưa có nhiều thời gian để sử dụng chip Intel thế hệ 12, nhưng mà xem rất nhiều review và đọc rất nhiều bài test ở trên mạng thì biết được là cái chip Intel thế hệ 12 này nó rất mạnh, nó rất là ngon. Và bây giờ cũng tiện là cái thanh niên đứng kia là thanh niên editor đang ở nhà cứ kêu máy hơi chậm muốn nâng cấp, và nghĩ là tại sao không chọn Intel khi mà được rất nhiều cộng đồng mạng và các trang web điện tử đánh giá rất là tích cực. Thì muốn thử xem là hiệu năng con 12900K nó tốt đến đâu. Và các bạn lưu ý là sau phần sau video này, sau khi mình đã mang bộ máy về nhà, mình sẽ cắm vào và mình test cả game, cả các phần mềm render để xem thực sự có chip này mạnh đến đâu. Trước kia thì đã dùng rất nhiều đồ, và ngay cả bây giờ ở studio của anh, ba cái PC thì cả ba cái đều là main của Asus rồi. Thì mình quen rồi, mình cứ dùng thôi. Thế Asus là hỗ trợ người dùng rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là Kingston thì nói về bộ nhớ, thiết bị bộ nhớ Việt Nam từ SSD, USB, RAM thì Kingston mà số 2 thì không ai số 1. Thế nên rằng nếu mà các bạn không muốn gọi là chịu những rủi ro, hay là không muốn phải trải nghiệm những cái gì nó lạ lẫm, thì riêng Asus và Kingston cứ chơi là chuẩn, không phải nghĩ. Thì đó lý do tại sao anh chọn hai cái thương hiệu này. Còn thực ra cái vỏ cây nó không quan trọng lắm, nó chỉ đựng linh kiện thôi. Và hiện giờ ấy, thì cái RAM nó là 32GB. Nếu mà về sau có nhu cầu như kiểu mấy thằng cu này nó dựng video nó kêu là 32GB em chạy Premiere nặng quá, thì có thể là còn hai khe trống lắp thêm thành 64GB. Thì cái máy này thì có thể anh hỗ trợ lên tới 128GB mà, thả hồ mà lắp thôi. Đúng rồi. Và cái SSD nữa, SSD trong bộ này cũng là Kingston, không chỉ RAM, mình dùng cái SSD Kingston luôn. Thì như các bạn biết là trên kênh mình cũng làm khá nhiều video về SSD của Kingston rồi. Và con gần nhất mình làm là con KC2500. Thì hôm nay mình biết được là, đầu tiên mình định đặt KC2500, nhưng biết là Kingston mới ra dòng series KC3000 là PCI Express Gen 4. Thì nó ngon hơn rất là nhiều, mình cũng đã mua luôn một con để gắn vào đây. Thì sau khi test xong cái bộ PC này sẽ có luôn test SSD cho các bạn biết là nó nhanh hay chậm như thế nào.
Ngoài ra thì mình còn có một bộ đánh nước là LC360 của Asus ROG. Thì đây là bộ 360. Thực ra là con chip 2900K này nếu mà không ép sung thì anh nghĩ là 240 là đủ. Không, em nghĩ 240 không đủ đâu anh ạ. Thế à? Đúng rồi. Thế là cái lựa chọn anh là đúng đúng không? Quá chính xác luôn. Anh lại chơi theo kiểu giống kiểu cái nguồn, đó là cứ thừa là tốt, nên là chơi hẳn con 360. Trong thực ra thì cái tản nhiệt mình càng mát càng tốt thì càng tốt cho cái CPU của mình, và hiệu năng nó sẽ được cái mức là cao nhất. Ở đây thì em chưa thấy anh lựa chọn những cái thiết bị như kiểu là chuột, phím hay là màn hình. Cũng có cái nhu cầu là khả năng cao là sẽ lên màn hình, bởi vì mấy cậu này ở nhà thì đang dùng màn hình 24-28 inch, đang muốn lên mấy chiếc 3 inch, và khả năng là cũng sẽ chơi Asus thôi. Chơi Asus. Bởi vì là Asus có mấy mẫu màn hình mà anh rất là thích, ví dụ là dòng PG hay là dòng XG. XG là dòng cho game, còn PG là dòng kiểu nó vừa game vừa làm việc được, màn hình dòng đa dụng. Thì Phúc Anh chắc cũng có chứ nhỉ? Vâng, bên em đều có. Thì em xin phép bật mí anh một chút là trong tháng 1 tới đây thì bên em sẽ mở một cơ sở mới ở Lê Duẩn. À, đây là tranh thủ quảng cáo. Tranh thủ quảng cáo luôn. Chỗ nào Lê Duẩn nhỉ? Nó khoảng 89 Lê Duẩn, nó 89 Lê Duẩn. Ở Lê Duẩn, đây là mình đang ngồi là đang ngồi 15 xã Đàn. 15 xã Đàn. Từ đây đến Lê Duẩn cũng gần. Vâng, cũng gần. Tại sao lại mở hai cơ sở gần nhau như vậy? Cái này thì hỏi sếp à? Cái này thì đúng là phải sếp vì em không thể biết được. Rồi ok, tạm thời trước mặt thì mình rất cảm ơn Duy đã dành một chút thời gian trò chuyện với mình. Và không biết là có phải tại mình là YouTuber mà đến được các bạn chào đón với cả gọi là tư vấn như tính này không, hay ai cũng thế? Ai cũng thế thôi anh ạ. À, không phải, tức là mình không phải là trường đặc biệt. Thì mình hy vọng là tất cả mọi người nếu mà đến Phúc Anh ủng hộ và đến sắm đồ thì sẽ gặp được bạn Duy tuyệt người như này, và gặp được nhiều bạn nhân viên Phúc Anh tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình giống như mình. Và theo như mình biết thì mình sẽ được bộ PC này vận chuyển tận nhà. Mình không cần phải ôm nó về. Thì sau khi bộ PC này về nhà rồi, mình sẽ cắm vào mình test và sẽ có phần sau video cho các bạn xem thêm. One week later. Vậy là mình đã quay trở lại studio với bộ PC vừa mới nhặt ở bên Phúc Anh về. Thực ra không phải là mình mới về studio đâu, mình về studio cách đây gần một tuần rồi. Và mình đã sử dụng bộ máy tính này khoảng tầm 7 ngày rồi. Sử dụng được 7 ngày bộ máy tính này rồi, và mình đã có những cái trải nghiệm về cả việc là xử lý phần mềm này, dựng hình bằng Premiere, After Effects này, chỉnh sửa hình ảnh của Photoshop này. Có test benchmark cũng khá khá rồi, thử nghiệm về nhiệt độ rồi. Cũng như là có test cả một số game. Thì cái trải nghiệm của mình thế nào sau cái thời gian vừa qua khoảng tầm một tuần sử dụng bộ máy tính này? Hiệu năng có ngon không? Nó có mát không? Và đây sẽ những con số mà mình nghĩ rằng nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mặc lẽ nếu các bạn xem internet nhiều chứ chắc các bạn đã ngạc nhiên. Đó là con chip mới này của Intel. Thực sự nó rất mạnh, nó đã. Cái thời gian vừa qua thì mình đã gọi là gì nhỉ? Có một sự nghi ngờ nhẹ liệu rằng CPU Intel thế hệ thứ 12 nó có ngon như đồn đoán hay không? Và bây giờ được trải nghiệm tận nơi thì mới thấy là đúng là nó ngon thật. Và bộ PC này như mình nói các bạn là mình sắm với Phúc Anh thì sử dụng một con i9-2900K này và card RTX 3070 Ti của Asus ROG. Thực ra là nếu mà mình try hard cố thì có thể mua lên 3080 được, nhưng mà vì card họa bây giờ như các bạn biết là cực kỳ đắt. Mình đã try hard đó là sử dụng DRAM 5 rồi, và có lẽ các bạn cũng biết luôn đó là RAM 5 dạo này giá cũng khá là cao. Cơ mà rất may mắn là thương hiệu của Kingston thì họ luôn luôn có sẵn. Mình có hỏi là thế sau này em muốn mua thêm mạch RAM nữa cho cái bộ này từ 32 lên 64GB thì liệu có dễ dàng mua không? Thì các anh em bên Phúc Anh và cả có người ở hãng Kingston bên Phúc Anh bảo là yên tâm, Kingston thì không bao giờ thiếu RAM. Thế nên là nếu các bạn thích thì có thể sẵn sàng, lúc nào có thể mua được. Cơ mà một số điều trước khi mình nói về cái bài test của mình và các cái điểm số mình đạt được trên PC này. Thì thứ nhất, đó là cái dòng mainboard chipset Z690 thì có hỗ trợ cả phiên bản DRAM 5 và cả phiên bản DRAM 4. Thì theo những cái gì mình test, chỉ có một số cái phần mình test, ví dụ như là test cái bài benchmark của 7zip ấy, tức là nén file, thì cái hệ thống sử dụng DRAM 5 có vẻ nó đạt được cái hiệu năng cao hơn mà mình tham khảo rất nhiều nguồn. Nhưng còn phần lớn tất cả các bài test từ việc các bạn sử dụng Photoshop, Premiere, After Effects hay các bạn render đồ họa 3D hay là các bạn chơi game, thì cái việc sử dụng DRAM 5, DRAM 4 nó gần như không khác biệt gì nhau. Thế nên rằng nếu các bạn sắm hệ thống thì cần phải xác định trước là nếu các bạn sử dụng Core i thế hệ thứ 12, các bạn cần DRAM 5 không, và cái hệ thống DRAM 5 nó gọi là có tác dụng cho những cái tác vụ nào thì hãy mua, bởi vì bây giờ giá DRAM 5 vẫn còn tương đối là cao, anh em cứ lưu ý. Và đây là những cái gì mình test được. Đầu tiên là nhiệt độ, để mình mở bảng test ra xem cho nó chuẩn. Thì mình có test bằng IDA stress test, thì mình thấy cái việc mình sử dụng cái tản nhiệt 360 của Asus ROG có vẻ nó hơi thừa. Có lẽ lại một phần vì cái thời tiết Hà Nội bây giờ nó đang khá là mát mẻ, thế nên rằng cái con chip này nó không hề nóng một tí nào. Mình test bằng IDA stress maximum công suất trong vòng 15 phút thì nhiệt độ chỉ loanh quanh là 60 độ C và lúc peak lên cao nhất là 68 độ, và xuống nhiệt lúc này xấp xỉ 4.5-4.6 kHz. Nếu các bạn không để ý thì
con chip 12900K là con chip tính ra nó là 16 lõi, nhưng mà trong đó thì 8 lõi là lõi performance là P-core và 8 lõi là E-core, tức là energy efficient ấy, tức là cái 8 lõi tiết kiệm năng lượng. Thì tùy tác vụ, Intel sẽ phân bố cho những cái lõi nó xử lý cho phù hợp. Thế nên là cái nhiệt độ 60 độ C cho con chip 16 lõi và 24 luồng, nó là con số mình khá khó tin. Đáng nhẽ ra nên tiết kiệm tiền một tí mua cái nản 240 thôi cũng đủ rồi, 360 có vẻ hơi thừa. Tiếp đến là cái chiếc cạc 3070Ti này, thì trước khi mua thì mình cũng đã tham khảo, mình xác định trước cấu hình rồi. Đến nơi nhìn thấy mình thấy cạc nó to vãi trưởng ra, và nhờ hệ thống tản nhiệt thì các cạc này mình test bằng Fermat thì chỉ lên được khoảng tầm 64 độ thôi, cũng khá là mát mẻ. Và đây là những cái điểm số mình test và so sánh nó với cả 11900K để xem bây giờ ấy, cái hai con chip này chỉ chênh nhau, nhớ không nhầm, khoảng tầm 2-3 triệu, chênh nhau khá là ít, thì có nên tất tay chơi 12900K không, hay là mua 11900K, liệu là hiệu năng khác nhau nhiều hay không? Thì sau đây những cái bài test mình test bằng Sigma R23 này, multicore thì 11900K đạt là 15.434 điểm, còn 12900K đạt đến 26.601 điểm. Single core cũng cách nhau khá xa là 1.002 đối với 11900K và 1.982 so với 12900K. Adobe Photoshop Fusion Systems là 970 trên 11900K và 1.429 trên 12900K. Premiere Fusion Systems là 811 trên 11900K và 925 trên 12900K. After Effects Fusion Systems là 1.600 trên 11900K và 2.322 trên 12900K. Đây là những cái bài test hiệu năng của Adobe làm ra để test xem hệ thống của bạn xử lý cái phần mềm này nó mượt mà như thế nào. Đương nhiên dựa trên điểm số thì nó vẫn chỉ điểm số thôi, còn trải nghiệm thực tế nó sẽ khác khá. Cơ mà điểm số nói lên khá là nhiều, đó là cái hệ thống mới 12900K nó mạnh hơn đời tiền nhiệm rất nhiều. Thêm một điều nữa các bạn cần lưu ý là nếu anh em đang sử dụng cái hệ thống sử dụng chip Intel Core i thế hệ 12 thì nên cài Windows 11. Mình biết mặc dù là Windows 11 bây giờ còn khá là nhiều lỗi lặt vặt và nhiều thứ nó chưa tối ưu tốt, nhưng mà Windows 11 có thể nói là sinh ra để yêu chiếc Core i thế hệ 12 này. Vì có một tính năng trong Windows 11 đó là Thread Scheduler, tức là nó quản lý luồng, thì sẽ cho con chip này hoạt động với hiệu năng tối đa. Thế nên là các bạn nên cài Windows 11 cho hệ thống này. Và tất cả cái điểm mình test ở đây và cả game các thứ đều mình test trên Windows 11 hết. Một cái khác tự nhiên đó là tất cả game mình test trong video này chơi trên hệ thống Windows 11 thì không game nào crash, không có vấn đề gì cả. Và đây là những game mà mình test, thì lưu ý là tất cả game này được test trên độ phân giải 2K, tức là 1440p ở setting đồ họa tối đa maximum luôn, tức là có cái gì kéo được lên là mình kéo lên bằng hết. Thì với Cyberpunk 2017 đạt 61 FPS trung bình, Far Cry 6 đạt 96 FPS, GTA 5 134, CS:GO 390, Call of Duty Warzone 130, Apex Legends 155 và Valorant là 363 FPS. Đương nhiên cũng phải lưu ý là những cái game mình test trong video này thì mình thấy chỉ có mỗi GTA 5 là nó thiên vị về CPU một chút thôi, còn gần như tất cả game kia thì nó đều bị giới hạn bởi cả đồ họa. Thế nên là nếu có khả năng về tài chính thì sau này mình lên tiếp kiểu 3080 hay 3090. Đó là nếu nhá, thì chắc chắn những con số này nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Vậy thì sau cái khoảng thời gian vừa qua mình trải nghiệm hệ thống này thì mình thấy rằng Intel đã gọi là đạt được một cái bước nhảy rất là lớn trong cái quá trình nghiên cứu và sản xuất CPU mới của họ, bởi vì cái thế hệ thứ 12 này nó mạnh hơn rất nhiều và điện năng tiêu thụ thì gần như không khác biệt so với 11900K. Khá là đáng ngạc nhiên, nhiệt độ cũng rất là mát mẻ và tất cả mọi thứ hoạt động đều rất là mượt mà. Mình thấy ngạc nhiên, thực sự là ngạc nhiên, không biết phải nói gì thêm nữa khi mà con chip thế hệ thứ 12 nó ngon như vậy. Và cái mức giá nữa nó cũng khá là hấp dẫn khi mà nó không đắt hơn nhiều so với thế hệ trước là 11900K. Cơ mà đương nhiên các bạn cần lưu ý điều mình nói lúc nãy, đó là nếu các bạn sử dụng Intel thế hệ 12 thì có thể lựa chọn mainboard Z690 với DRAM 4 hoặc DRAM 5. Nên là các bạn hãy tìm hiểu kỹ xem là cái hệ thống của các bạn nó có tối ưu tốt được với DRAM 5 không, thì hãy chơi tất tay mua main DRAM 5 và mua cả RAM 5 luôn. Cơ mà nếu các bạn cảm thấy rằng là những cái thứ các bạn cần như mình chẳng hạn sử dụng Photoshop này, Premiere After Effects hay là mình sử dụng những cái game mà mình test, thì mình thấy rằng DRAM 4, DRAM 5 nó là khác nhau cả, thì các bạn có thể mua phiên bản DRAM 4 để tiết kiệm được chi phí hơn. Thì đó là video hôm nay, hy vọng mọi người có khoảng thời gian vui vẻ và mình đã giúp ích cho các bạn trong cái việc là nghiên cứu xem có nên lựa chọn chip Core i thế hệ thứ 12 hay không. Đương nhiên đây là chỉ là một con chip cho thế hệ thứ 12 thôi, còn nhiều con chip nữa và hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội không phải đi mua mà sẽ được đi mượn về để test cho các bạn xem video khác. Nếu anh em thấy video hay thì đừng ngại để lại một like và nhấn subscribe. Còn nếu muốn mua một chiếc thì có thể đến Phúc Anh làm con chip Intel Core i9 12900K hoặc mua nguyên bộ luôn, đọc pass bạn Somel để được ăn đấm không chia phát nào. Thế thôi nhé, nhớ like video và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại các bạn trong các video khác. Peace.